Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng ra cái chỗ khu vực bệnh viện mắt đấy, Hà Giang, thì Thắng trao nốt cái số quà là 8 triệu đồng của cô Tâm Như cho hai mẹ con, hai bố con đi từ Mèo Vạc xuống, là trong cái chương trình khám mắt đợt vừa rồi là có gửi 8 triệu đưa tận về Mèo Vạc đó. Thì đêm hôm qua thì hai bố con đã xuống, và hôm nay thì nói sáng nay thì bệnh viện đã lắp mắt cho cháu, thì Thắng sẽ ra cùng vợ Thắng để trao cái số tiền đó nhé. Đây là mới xuống rồi à? À, chào anh. Thế cái này ở dưới đây có phải nằm lâu không? Đây là lắp rồi đây à? Được đấy. Hằng ơi, đây là lắp rồi gì? Được. À, thế thấy thế nào? Có làm sao không? Không sao. Không sao đâu gì? À. Có bị vướng biết gì không? Không vướng. Không vướng đâu gì? Thế xuống từ mấy giờ hôm qua? 7 giờ. Thế là lắp sáng này à? Vừa lắp xong rồi. Thế là phải nằm đây điều trị không? Có phải nằm đây không? Thế tí nữa đi về luôn rồi gì? À, thế tí nữa. Thế đây Hằng đếm hộ tiền cho anh. Đây là của cô Tâm Như nhá. Hôm trước thì có em có đưa anh về ấy. Cô ấy nói rằng là giúp cháu bé là cái tiền phí lắp mắt lắp miếc, còn đâu thừa thì gia đình sẽ sử dụng cho cháu bé đi học hay làm cái gì đó cho cháu nhé. 8 triệu. Thế là vợ em thì chắc anh biết rồi đúng không? Biết rồi. Mấy lần là gọi nhưng mà không được. Thì đây cái số tiền thì em sẽ trao, em bảo vợ em thì để trao lại cái số tiền này nhé. Thì đây các bác xem là cháu lắp biết thứ là bây giờ nhìn cũng không được 100%, nhưng mà nhìn nó cũng tương đối rồi. Thế anh xuống cùng ai nữa hay là mỗi hai bố con thôi? Hai bố con rồi. À, mỗi hai bố con xuống rồi nhỉ? Thế là tí nữa sẽ bắt xe về luôn phải không? Thế hôm qua cũng đi xe ca xuống à? Hôm qua đi xe ca xuống. Mấy giờ xuống? 3:30 xuống là phải về. À, thế là hôm qua em cũng không, em ở trên Đồng Văn. À, em ra vào em chào chị ạ. À, sao? Không, để chị hướng dẫn nó cách tháo lắp để vệ sinh mắt. À. Đây là cái này, sáng nay chị vừa lắp cho xong. Dạ vâng. Cái này là chị hướng dẫn cháu bé xong là để cho cháu bé về. Cái này là chị sáng nay mắt nó không có cái mắt giả, nó tụt chất lâu bên trong cơ. Dạ vâng. Cái này chị lắp nó lên thì nó mới được như thế này. Vâng. Đây nó là cái cơ mắt của trẻ con. Thế thì vừa giải thích với gia đình nhà bạn này rồi. Dạ vâng. Có thể là năm nữa thì vào cái hốc mắt này, cái tiền hốc mắt này của cháu nó to ra thì cái mắt này nó sẽ không phù hợp nữa. Vâng. Cháu lại phải thay một cái mắt mới. Vâng. Mà cái mắt này thì chị đặt tôi giúp cháu ở bệnh viện mắt trung ương. Vâng. Nhờ bạn đặt ở dưới đây lên. Vâng. Nên là mắt này rất là yên tâm, tốt, nên nó phù hợp với khuôn mắt của cháu này, cháu mở to ra này. Vâng. Mình chỉ đo tính được cái khuôn mắt này, đo hai cái bên này đặt ở dưới Hà Nội. Dạ vâng. Chứ còn nếu mà mình mua tràn lan thì sẽ không có cái cơ mắt như này. Vâng. À, thế bình thường là cháu có thể tháo, gia đình tháo ra để vệ sinh được ạ? Hướng dẫn cháu tháo được. Vâng. Là hướng dẫn cho bố gia đình là tháo ra, mình chỉ lấy nước muối mình rửa thôi. Vâng. Rửa cái mắt này ra xong bình thường, xong cháu lại lắp nó vào. Vâng. Cái này khoảng tháng thay một lần được, không sao ạ, nên cháu vệ sinh tốt. À, có nghĩa là một tháng là bỏ ra vệ sinh một lần. Chứ không cần phải ra trạm xá đâu ạ? Không cần đâu, cái này cháu tự ấy về mua nước muối về rửa được, chứ không cần phải ra trạm xá thì gặp nó rất là tiện lợi. À, mà được. Nếu mà cháu nó không đi tiếp thì nó cứ để như này nó chẳng làm sao cả. Vâng. Cái này kể cả 1 năm, 2 năm cháu không phải thay lại được, không vấn đề gì. Vâng. Nhưng mà đấy là chị khuyên là lên thay rửa nó sẽ tốt hơn, nó đỡ bị viêm nhiễm ở bên trong. Dạ vâng, vâng. Đây là bác sĩ trưởng khoa. À, cái này em đến đây thì cũng thông báo với chị Huệ chút là em có nhận được cái số tiền giúp đỡ ấy. Ở gia đình thì em cũng trao luôn ở đây. Vâng. Vâng. Và vâng. Cháu này rất là nghèo. Vâng. Hôm trước thì khoa cũng đang bảo vận động mọi người, nhưng mà nói chung nó cũng không được bao nhiêu vì cái tiền mắt này nó cũng rất là đắt này. Vâng. Gia đình nhà cháu rất là xa, đi rất là vất vả. Hôm nay mà mình cố gắng mà
hỗ trợ cho gia đình thì tốt quá. Vâng. Em phải cảm ơn chỗ anh Thắng này nhá. Đây hàng em trao luôn cho bố thì đứng ở đây để đấy. Đây đây, anh quá. Anh gì quên tên mất. Đây từ đến chỗ này 5 triệu. Em đến 5 triệu. Đấy. Nhà này may mắn nhỉ. Vâng. Thế hôm đấy hết xe đấy, vợ em lại bảo là xuống đón hộ đi về Mèo Vạc. Không có xe nữa. Em đến ngay chỗ này là 5 triệu nhá. Đến đi, cứ đến đi đã. Đến anh không, anh đến đi. Anh cứ đến 5 triệu đấy đi. Đúng rồi, không việc gì nữa. Đây em đến tiếp 3 triệu. Lấy 3 triệu cho mày. Tin tưởng, nhưng mà thôi bác sĩ là người ta đã giúp mình rồi, thôi mình cứ đến đi. Thì là bác sĩ đây người ta giúp mình thôi. Người ta sẽ bỏ công, bỏ của ra giúp mình đấy. Anh cứ đến là may mắn. Lần trước là đưa chúng tôi điều trị là phải bám mất một con bò. Vâng. Xuống đây bé này đã điều trị ở khoa chị là 20 ngày nhỉ? Vâng. Bác sĩ hàng tháng nhỉ? 20 ngày, lần trước điều trị là 20 ngày. Thế xong mà bé nó không khỏi, gia đình tư vấn thì không đi Hà Nội, nhưng đi về nhà là cúng. Vâng. Rồi thầy về cúng. Cúng được 3 hôm thì không khỏi lại đưa xuống đây chị lại điều trị tiếp. Vâng. Thì cái mắt này bé là đầu tiên là bé nó bị cái que nó chọc vào mắt, xong nó viêm mủ luôn, ngày hôm sau nó viêm mủ luôn. Vâng. Ra Mèo Vạc, người ta chuyển luôn xuống đây. Vâng. Qua chị điều trị tích cực thì mắt nó rút lại, nó ổn, nó khỏi lây sang cái mắt bên trái này. Vâng. Nhưng mà gia đình thì điều trị được khoảng chục ngày không đỡ, xin lúc cúng đủ 5 triệu chưa? 5 triệu. Đây 3 triệu nữa nhá. Đây anh đến 3 triệu nữa. Vâng vâng. Cười tươi lên, hai bố con cười tươi lên. Đây là chị Huệ với cả vợ em đứng vào em chụp cùng với cả hai. Vâng, rồi. Cảm ơn bác. Có cái cầu nối nhà mình mới không phải mất tiền. Chị Huệ cho em lên vào. Vợ em xấu hổ. Rồi em cảm ơn ạ. Vâng. Đấy, thế là chúc lên đường may mắn nhá. Có cái gì thì có cái số điện thoại của vợ em rồi để liên hệ cho chị. Vâng, thì có số rồi. Năm năm sau để thay khăn mới. Vâng. Thắng đã trao xong cái số quà là 8 triệu của cô Tâm Như nhá, gửi về cho gia đình anh và cháu bé. Thì mắt thì bây giờ có thể khoảng 5-7 năm nữa thì sẽ lại phải thay một lượt một lần nữa. Tại vì do cái hốc mắt và con người nó lớn lên, nó thay đổi. Bởi vì chị đang đặt cái mắt này là cái cỡ mắt nhỏ cho trẻ con. Vâng. Khi sau này cháu nó lớn, nó trưởng thành thì cái hốc mắt của cháu nó lớn thì cái mắt này nó không phù hợp nữa. Thì vâng. Nó sẽ rơi ra. Vâng. Thì lúc đấy mình phải mua cái mắt của người lớn để nắp nó vào. Vâng. Thế thì khoảng giải thích với lại vâng. Nhà này rồi. Thế là cảm thấy khi nào nó không mấy nữa, nó có nữa thì gia đình lại đưa xuống đây nhé. Chỗ bệnh viện mắt này quá tin tưởng rồi nhé. Đây là vợ em nhé, đây là chị Huệ nhé, trưởng khoa. Vâng, rồi. Hôm nay Thắng mua xe về đây cho đi nhờ xe về. Thôi em xin phép chị nhé. Cảm ơn Thắng nhé. Rồi chào gia đình nhé. Thế là lên xe đi về Bình An nhé, gọi xe chưa? Đã gọi chưa con xe. Chưa gọi xe đâu gì. Thế thì tí nữa bây giờ thì thoải mái, cứ đi ăn trưa ăn trước đi để không ăn à. Ăn trước thoải mái ăn mà. Xe đón những thứ thoải mái được. Vậy nhá. Báo xe về Mèo Vạc nhá. Không phải đi sang Đồng Văn. Đồng Văn thì chết. Em chào nhá. Vâng, chào chị nhá. Dạ vâng. Bây giờ anh kiểu đi đâu? Em đi về đến em phải đi làm. Em phải đi làm. Nhá. Đi vào với con đi xong rồi đưa con về nhá, không phải lo nghĩ gì đâu nhá. Không phải lo nghĩ rồi ok. Đây, Thắng đã trao xong số quà rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn cô Tâm Như rất nhiều đã gửi 8 triệu đến cho gia đình cháu bé. Đấy. Tình hình nào? Tí nữa đi mổ nữa. Mổ tí nữa lại mổ tiếp á? Cái chỗ này còn vỡ hết. Vỡ hết cả gù má. Vâng. Bây giờ lại bắt đi mổ tiếp nữa à? Hôm nay lại mổ tiếp nữa. Bác sĩ bảo như nào? Hôm nay bảo là đi mổ tiếp nữa. Lại mổ tiếp. Mổ ở chỗ nào? Ở chỗ chán ạ. Mổ ở gù má này tiếp à? Bây giờ trong người còn bao tiền rồi?
đã phải là... sử dụng gì đến tiền chưa, bác sĩ đã hỏi gì về tiền chưa? Là chuẩn bị ít tiền tí nữa đi mổ rửa các kiểu ấy. Trong người bây giờ đang cầm thấy bao tiền? Cầm 500 đấy. 500.000. Thế hôm trước cầm vang vang đưa 3 triệu rồi đúng chưa? Vâng. 3 triệu tôi đưa cho 1 triệu rưỡi đúng không? Vâng. Ứng tiền thợ xây được bao tiền? Thợ xây được 4 triệu nữa. Tiêu lặt vặt nhiều lắm. Tiêu lặt vặt những cái gì ở trong này? Bác sĩ bảo mua cái nổ cái kia cũng mua ít. Mỗi tí mà ít, mỗi tí mà ít được. Mỗi, mỗi thứ một ít á? Vâng. Sao dây lại buộc nối cái gì cái dây này? Bây giờ này là dây của bác. Thế là bác sĩ bảo là mổ phải chuẩn bị một ít tiền á? Vâng. Tiền gì? Tiền để mua giấy bọc các kiểu như tung. Thế à? Thế mà để xem tôi ở đây cầm bao nhiêu tiền. Đây tôi đưa cho trước nhá, của các cô nhá. Nhưng mà mổ cái đấy là mổ lâu không? Mổ chắc là hôm nay đi khám một buổi, chắc là chiều chắc là mổ. Ông phải xem biết là mổ cái gì nhá, mổ như nào nhá. Không, bác sĩ không cho xem đâu. Bác sĩ không cho xem á? À? Thế bác sĩ không bảo mổ gì à? Bảo mổ, hôm nay bảo mổ nhưng mà tất chắn là mổ kia rồi nhưng mà được cho rồi. Xem. Cứ để cho bác sĩ bác đang làm đi nhá. Vâng. À, không thì... Thôi, bây giờ mang bao tiền đây. Đấy, ông cứ cầm 3 triệu trước đi nhá. Vâng. Đếm đi. 3 triệu nhá. Xem là nếu mà chiều trước mà mổ biết thì thiếu cái gì thì bảo lại bảo tôi. Vâng. Nhá. Vâng. Ở trong bệnh viện không nên cầm nhiều tiền. Vâng. Tối tiếc ngủ nhất ông biết rồi đúng không? Biết rồi. Thế là không đến lúc này bảo ông Thắng ông không đưa tiền cho. Trong bệnh viện đấy là không nên cầm nhiều tiền làm gì cả. Vâng. Cầm nó chắc chắn vào nhá. Vâng. Tối cái thứ mình trông vợ trông con nó đêm hôm nó nhộm nhoạm lắm. Vâng, cháu cảm ơn các cô chú có tấn lòng vàng. Đấy đi vào đi xem là chiều mổ biết như thế nào thì lại báo lại cho tôi. Khoảng mấy giờ mổ? Chưa biết được, sáng nay bảo là đi khám chẳng là mổ hôm nay thôi. Sáng nay gì? Bảo là khám hôm nay là mổ hôm nay thôi, là thế. Còn đi khám. Thế hôm trước là mổ đầu với cả xương vai thôi phải không? Xương vai không mổ. Xương vai là bó bụt à? Xương vai thì đeo cái gì nhỉ? Đeo cái chỉnh hình ấy, chỉnh xương cái gì? Đúng rồi. Thế còn đầu mổ chưa? Đầu thì mổ rồi. Khâu nhiều không? Bác sĩ không cho xem. Bác sĩ không cho xem á? Vâng. Thế ông đứng ở đấy, bây giờ không được ở gần vợ à? Vợ ông có tỉnh nói chuyện được với ông không? Nó nói được. Nói được rồi gì? Nói được bé rồi, tỉnh rồi gì? Vâng. Nhận ra chồng rồi gì? Nhận ra rồi. À, thế thì ok, thế này không phải chuyển Hà Nội thì yên tâm. Vâng. Tôi chỉ sợ phải chuyển đi Hà Nội à, chuyển đi Việt Đức, Việt Kiếc à. Vâng. Thế thì này, yên tâm, thế bệnh viện tỉnh vẫn xử lý được thì ok. Vâng. Nhá. Không phải lo gì nữa rồi, thế thì nó không tốn kém đâu. Vâng. Nhá. Vâng. Phải, bây giờ chẳng hạn ví dụ phải chuyển đi Việt Đức kìa. Phải mổ đến đầu xương gước nó vào óc, vào gước, vào não ấy. Thì nó nguy hiểm kia thì mới sợ. Vâng. Còn ở đây thì không tốn kém rồi. Vâng. Nhá. Vâng. Khoảng 20 triệu chắc là ok rồi. Vâng. Nhá. Vâng. Cảm ơn các cô chú ạ. Rồi, thế nhá. Hết tiền những thứ thì báo lại tôi. Tôi nhận là hơn 20 triệu rồi đấy. Vâng. Hai mấy triệu rồi đấy. 22 triệu rồi. Ừ, đi nhá.